Chào các chế. Sau đây tiếp tục chương trình một sản phẩm, tôi xin giới thiệu sản phẩm kẹo sô cô la trắng bọc hạnh nhân Nga Grandian. Thì một số người sắp Tết đến rồi có yêu cầu shop làm video một hộp sản phẩm bánh kẹo của Nga, thì shop sẽ làm các video một bánh kẹo của Nga. Trước tiên chúng ta nói qua về Grandian. Là dòng kẹo sô cô la bọc hạnh nhân bên trong quá nổi tiếng của Nga, được người Việt yêu thích. Chiếc kẹo nhỏ nhưng ngọt ngào và rất thơm giòn, độ ngọt thanh sô cô la trắng bọc bên ngoài hạnh nhân ăn là nghiền luôn. Đây là những hạt hạnh nhân phủ kem sô cô la trắng các chế nhé. Đây là sản phẩm nguyên thùng. Đây các chế nhìn đây. Hạn sử dụng 2 năm. Ngày sản xuất 25/9/2019 các chế nhé. Đây. 1,8 kg. Đây chính là các chỉ số đây. Đây là tên của xuất đi các nước. Sản phẩm rất đảm bảo các chế nhé. Đây là những hạt hạnh nhân phủ nhân rang phủ kem su lơ trắng. Sự kết hợp được ăn uống lại đem lại rất nhiều vitamin. Rồi như vậy là tôi đã nói qua về sản phẩm. Thì sau đây là tôi sẽ mở hộp sản phẩm. Đây chúng ta sẽ mở hộp. Đây sản phẩm nguyên thùng nhé. Ta sẽ mở ra để chúng ta đây, sản phẩm vẫn còn nguyên ni lông của hãng các chế nhé. Rồi đây trên tay tôi chính là sản phẩm kẹo sô cô la trắng bọc hạnh nhân một thùng Grandia. Sản phẩm này bao gồm chỉ gồm các bộ chế nhá, 4 gói thôi, 4 gói trong một thùng. Đây tôi làm video mở hộp các sản phẩm này, rất nhiều người yêu thích yêu cầu mở hộp. Đây mã vạch, đây chiếc kẹo này chúng ta có thể nhìn thấy đây. Hôm nay tôi sẽ không bóc ra các sản phẩm này, tôi sẽ không bóc ra. Đây các chế nhìn đây, đây mã vạch tiêu chuẩn hạnh nhân, sản phẩm rất sắc nét và được làm rất sâu chuốt. Viên kẹo đây các chế nhìn nhé, màu đỏ, sờ rất chắc bọc hạnh nhân. Rồi chúng ta nhìn qua sản phẩm, đây là các chỉ số hàm lượng của sản phẩm. Sản phẩm này 450 g các chế nhé, các chế nhớ 450 g. Thì sau đây tôi sẽ như thường lệ thôi, chúng ta sẽ xem nguồn gốc của sản phẩm. Chúng ta đánh phần mã vạch 463000 767 1994 và tôi sẽ đánh phần mã vạch. Đây rồi. Tôi muốn tìm đến một trang của nước Nga đi. Đây, ta sẽ tìm. Sản phẩm đang loát. Đấy. Rồi. Đây là trang của nước Nga các chế nhá. Sản phẩm vẫn đang dịch. Mạng hơi chậm. Và cái mạng của nhà hơi chậm. Vẫn đang dịch. Đây. Hạnh nhân phủ sô cô la đây, các chế nhìn đây. Rất rõ ràng, đây mạng vẫn đang dịch mà chưa load được hình ảnh, mạng chậm. Thế là sẽ tìm đến trang web khác xem nào. Đây mạng không được tốt lắm, như vậy là không load được hình ảnh, chỉ load được các chỉ số thôi. Rồi không sao, tôi sẽ bỏ qua vấn đề là không quan trọng. Trong là sản phẩm lên mã vạch. Đây các chế xem sản phẩm mà chúng ta dùng một thùng này biếu rất đẹp trong ngày Tết và ăn cũng rất ngon, rất lịch sự. Một thùng 4 hộp 450 g, các chỉ số hàng xịn. Các bạn mua quà Tết những ngày Tết bày bàn thờ, biệt là ăn những ngày Tết, hãy đặt hàng của shop chúng tôi sẽ đảm bảo các bạn những sản phẩm vô cùng chất lượng và uy tín. Các bạn nhắn tin đến địa chỉ
số điện thoại 0973337 để đặt hàng. Khách hàng nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái và kiểm tra, sau đó trả tiền. Vì hàng thực phẩm này tôi chỉ làm trong đợt Tết nha. Còn nếu mà ai mà mua ngoài Tết thì phải đặt trước, order trước thì tôi mới nhập về. Như đây là đồ thực phẩm các bạn nhé. Vậy hôm nay tôi đã mở hộp xong sản phẩm kẹo hạnh nhân phủ sô-cô-la của Nga, của hãng Grandian, sản phẩm 450g. Sản phẩm rất ăn rất thơm ngon và bổ dưỡng, ai đã từng ăn rồi. Cảm ơn các chế đã xem video, các chế nhớ chia sẻ video và đặt hàng để ủng hộ shop. Chào các chế, chúc các chế buổi tối vui vẻ.